Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều thứ tư ngày 27 tháng 12 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là các thông tin chính của chương trình ngày hôm nay. Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh dịp cuối năm. Giải Lân Sư Rồng Cúp Chợ Lớn lần đầu tiên được HTV truyền hình trực tiếp. Vừa là túi xách, vừa là lò hâm nóng thức ăn. Thưa quý vị, năm nay lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh. Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân là do nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế sau Covid-19. Một số nước đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp về xuất nhập cảnh. Điều này đã giúp lượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tăng lên, khiến lượng kiều hối tăng so với năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng kiều hối chuyển về địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cả năm 2023 dự kiến đạt khoảng 8,92 tỷ đô la Mỹ, tăng đến 35% so với năm 2022. Lượng kiều hối gửi về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trong năm 2023 cho thấy dù kiều bào gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn hướng về quê hương, hỗ trợ gia đình, góp phần vào nguồn lực tài chính phát triển đất nước. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong năm 2024, lượng kiều hối chuyển về thành phố sẽ tăng khoảng 20% so với năm nay. Dù đã đi được nửa chặng đường của năm học 2023-2024, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu lượng lớn giáo viên để có thể đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ giáo viên đứng lớp ở các bậc học. Các bộ môn thiếu giáo viên nhiều nhất là công nghệ, tin học và các môn nghệ thuật. Có nhiều trường dù đã đăng tuyển nhiều năm, thế nhưng vẫn không có ứng viên nộp đơn ứng tuyển. Quận 6 cần tuyển dụng thêm 116 giáo viên và 31 nhân viên trong đợt 2. Tuy đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ, nhưng vẫn có những vị trí không có ứng viên dự tuyển. Cái môn mỹ thuật thì chúng tôi đã tuyển là 3 năm nay rồi, mà vẫn chưa tuyển được. Lý do là không có người nộp hồ sơ tuyển dụng. Cũng khó tuyển giáo viên các môn nghệ thuật, tin học. Trường tiểu học Lạc Hồng, phường Bình Hưng Hòa cho biết, dù đã đăng tuyển 3 năm nay nhưng vẫn không thể tuyển dụng. Đó là nhà trường tập trung cái nguồn lực để mà ký hợp đồng để đảm bảo đủ cái số lượng giáo viên dạy đủ các môn theo chương trình quy định, cho nên là không có cái sự chọn lựa về chất lượng chuyên môn. Và giáo viên hợp đồng thỉnh giảng thì họ ít có tham gia với cái sinh hoạt chuyên môn với trường, cho nên là vấn đề mà nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường thì cũng gặp cái khó khăn nhất định. Không thể tuyển dụng đủ giáo viên ở các môn nghệ thuật, công nghệ, tiếng Anh, tin học là thực trạng kéo dài nhiều năm, không riêng quận huyện nào của Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ khi giải quyết câu chuyện thu nhập thì bài toán thiếu giáo viên trong các lĩnh vực đặc thù mới có thể được giải quyết. Vừa qua lễ Giáng sinh, các cửa hàng tại đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển qua bày bán các mặt hàng trang trí Tết. Cho Tết còn xa nên hiện tại không khí chợ có phần vắng lặng. Tình hình kinh tế khó khăn chung, nhiều người dân hạn chế chi tiêu mua sắm Tết, nên các mặt hàng của các cửa tiệm tại đây ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mua sắm của năm nay so với năm ngoái thì giảm sút rất nhiều, có khoảng là 50% của lượng khách hàng tới cửa hàng năm đó. Đa dạng mẫu mã được bày bán, thậm chí có các sản phẩm gia công theo yêu cầu của khách hàng. Một số tiệm còn thay đổi phương thức bán hàng để mong níu chân khách hàng. Tại là tụi em đang dần dần thử sức với lại bên mấy cái mạng để phục vụ được cho khách hàng á, tại vì không phải là lúc nào họ cũng rảnh được, nên là shop bên em là bán coi như là bán 24/24. Hôm nay cũng mình sẽ đi khảo sát giá rồi mình cũng cân bằng lại tài chính một xíu, tại năm nay thực sự cũng hơi khó khăn. Năm mới thì cũng mong là mọi việc suôn sẻ hơn nè, công việc thì tốt hơn, rồi kinh tế thì đi lên một chút. Sản phẩm trang trí Tết năm nay nhìn chung khá đa dạng, nhiều mẫu mã đẹp nên các tiểu thương hy vọng sẽ thu hút được khách hàng đến mua sắm. Lần đầu tiên giải Lân Sư Rồng Cúp Chợ Lớn trở thành giải đấu quy mô toàn quốc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện với Ủy ban Nhân dân quận 5 và Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố, diễn ra trong các ngày 12, 13 và 14 tháng 1 năm 2024 và được truyền hình trực tiếp trên HTV. Số lượng đoàn tham gia có tăng lên cũng như là chất lượng sẽ được là các ban giám khảo chấm điểm theo một hệ thống bảng điểm rất là sát, lựa chọn những cái đoàn Lân Sư Rồng thực sự là có năng lực. Chúng tôi hy vọng rằng là với cái nỗ lực, với cái sự yêu thích bộ môn mang cái tính nghệ thuật và văn hóa cao, giải Lân Sư Rồng
quận 5 mở rộng tranh cúp Chợ Lớn HTV năm 2024 lần thứ 6 và cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành công tốt đẹp. Em đã bảy liên tập hôm năm nay kỹ lưỡng nhất, chỉnh chu nhất. Giải lần này chắc chắn là rất là nhiều đội tham gia, nhưng chúng em cũng không có lo ngại gì. Cái mục đích là đến giải này chúng em học hỏi, trao dồi những ảnh tốt đẹp về Luân Sư Rồng đến những quý khán giả. Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ là dịp tranh tài đặc sắc, nơi phô diễn những kỹ thuật tinh túy nhất của loại hình thể thao nghệ thuật Lân Sư Rồng. Qua đó góp phần quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa thể thao hấp dẫn của quận 5 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Sáng nay, sau 2 ngày xét xử, nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án với 21 người có kháng cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo đó, nhóm bị cáo nhận hối lộ là Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, y án sơ thẩm là tù chung thân. Các bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được giảm từ 16 xuống 14 năm tù. Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an được giảm từ án chung thân xuống 20 năm tù. Ở nhóm đưa hối lộ, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky 9 năm tù, Lê Hồng Sơn 8 năm, một số bị cáo được giảm án 6 tháng tù, một số giữ nguyên án sơ thẩm. Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty Thái Hòa, y án 18 năm với hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Nhóm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hai bị cáo Nguyễn Hoàng Linh và Đặng Minh Phương được chuyển án giam thành lần lượt là 30 tháng tù treo và 18 tháng tù treo. Sáng nay, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án Việt Á liên quan Học viện Quân y. Các bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo buộc của Viện Kiểm soát, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ cao lây lan vào Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Quân y có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kit chẩn đoán viêm phổi do virus corona. Các bị cáo đã thông đồng với nhau đưa bộ kit do công ty Việt Á cung cấp, vốn không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y, đi thử nghiệm và sử dụng sản phẩm này để nghiệm thu đề tài. Sau khi được cấp phép, công ty Việt Á đã sản xuất kit test, nâng khống giá rồi bán tặng cho các đơn vị, cơ sở y tế, thu lợi bất chính. Theo cáo buộc, hành vi gian dối của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Học viện Quân y số tiền gần 28 tỷ đồng. Ở phần thế giới cập nhật, tài tử phim Ký sinh trùng tử vong trong xe hơi ở công viên. Và du khách đổ xô đi tắm biển giữa mùa băng giá. Bận biểu và phải di chuyển thường xuyên nhưng lại muốn có bữa ăn trưa nóng sốt ăn liền. Điều này có vẻ khó nhưng giờ đây chiếc túi quy cúc của công ty công nghệ tại Nhật Bản này sẽ khiến bữa trưa không còn nguội lạnh nữa. Theo giám đốc phát triển của Wiltex Ayaka Ueda, ý tưởng làm túi có cách đây 6 năm khi con trai của cô đi tập đánh bóng chày vào mùa đông. Mỗi ngày thằng bé đều phải tập bóng chày rất là lạnh, ngay cả khi tôi làm đồ ăn nóng cho con mang theo thì nó cũng rất mau nguội. Và tôi tự hỏi liệu có cách nào để giải quyết vấn đề này không? Và thế là chiếc túi này ra đời. Chiếc túi được làm từ vải dẫn điện, cho phép làm nóng đồ ăn từ bên trong với nhiệt độ lên đến 80 độ C chỉ trong 5 phút bằng cách sử dụng pin. Thời gian hâm nóng cơm là khoảng 40 phút, còn với đồ ăn trẻ em thì chỉ từ 20 đến 30 phút. Túi có hình dáng như một chiếc túi đựng laptop, rất thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày. Cũng theo cô Ueda, chiếc túi chỉ nặng 160 gram chưa tính pin. Thời gian giữ nóng đồ ăn bên trong túi có thể lên tới 8 giờ. Một câu chuyện dở khóc dở cười vừa xảy ra ở Mỹ. Một cậu bé 6 tuổi đi máy bay một mình đến Florida để thăm bà nhân dịp lễ Giáng sinh. Tuy nhiên chưa hiểu vì lý do nào đó, cậu lại bị đưa lên nhầm chuyến bay và bay đến một thành phố khác cách nhà bà đến tận 260 km. Cậu bé Casper lần đầu tiên đi từ Philadelphia đến Fort Myers một mình trên chuyến bay dự kiến kéo dài một tiếng. Nhưng khi bà của cậu đến đón ở sân bay quốc tế Tây Nam Florida thì được thông báo là cậu bé không có mặt trên chuyến bay của hãng Spirit Airlines. Tôi chạy ngay vào trong máy bay và hỏi tiếp viên là cháu trai của tôi đâu, có ai gửi cháu trai của tôi cho họ ở Philadelphia không? Và họ nói là không có. Sau đó bà nhận được cuộc gọi từ Casper, lúc này đang ở sân bay tại Orlando, thông báo là bé đã tới nơi.
bà Ramos lái xe đến sân bay Orlando và sau cùng đã đón được Casper. Hãng Spirit Airlines trong một tuyên bố sau đó cho biết sẽ mở cuộc điều tra nội bộ để làm rõ tại sao lại xảy ra nhầm lẫn tai hại này. Hãng hàng không cũng xin lỗi gia đình và khẳng định cậu bé đã được nhân viên chăm sóc tốt suốt thời gian ngồi nhầm chuyến bay. Sáng nay, hãng tin Yonhap cho biết nam tài tử Lee Soon-kyun, diễn viên trong bộ phim thắng giải Oscar Ký sinh trùng, đã tử vong trong xe hơi. Hiện nguyên nhân cái chết vẫn đang được cảnh sát điều tra. Theo Yonhap, thi thể nam diễn viên được tìm thấy bên cạnh than củi trong một chiếc xe ô tô tại công viên ở Seoul vào sáng nay. Trước đó, vợ anh đã báo cảnh sát rằng Lee bỏ nhà đi và để lại thư tuyệt mệnh. Thời gian vừa qua, Lee Soon-kyun đã bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng chất cấm kể từ tháng 10 năm 2022. Sau một cuộc thử nghiệm đơn giản, Viện Khoa học Pháp y Quốc gia đã thu được kết quả âm tính. Lee Soon-kyun đã bị cảnh sát triệu tập điều tra 3 lần. Gần đây nhất, nam tài tử đã được yêu cầu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Nam diễn viên Lee Soon-kyun sinh năm 1975, 48 tuổi, đóng vai người cha của một gia đình giàu có trong phim Ký sinh trùng. Anh cũng đóng vai chính trong các bộ phim nổi tiếng khác như Helpless năm 2012, All About My Wife năm 2014. Chỉ còn vài ngày nữa là thế giới bước sang năm mới 2024. Để giúp mọi người trút bỏ hết những thù hằn phiền muộn của năm cũ, một lễ hội đặc biệt đã diễn ra tại thành phố Cusco, Peru. Đó là lễ hội đánh nhau Takanaqui, thu hút hàng trăm người tham gia. Đây là một truyền thống có từ nhiều năm nay tại Peru. Lễ hội thường niên này thường diễn ra vào dịp Giáng sinh, với mục đích giúp người tham gia giải quyết xung đột và cải thiện mối quan hệ, khởi đầu một năm mới trong hòa bình. Sự kiện cho phép những người tham gia đấm đá, vật lộn để giải quyết các mâu thuẫn, giải tỏa cảm xúc tức giận. Phần lớn họ muốn giải quyết các mâu thuẫn liên quan tới tình cảm, tài chính và tranh chấp pháp lý. Tại đây, các giám khảo và trọng tài có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Họ đảm bảo sự an toàn cho người tham gia, vì một số người có thể trở nên quá khích. Đến cuối lễ hội, những người tham gia cùng nhau nhảy múa trong không khí hòa nhã vui tươi, sẵn sàng bước sang một năm mới, không còn phiền muộn nữa. Một loại hình du lịch mới ở Thụy Điển đang thu hút du khách đam mê du lịch mạo hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Đó là tắm nước lạnh trong thời tiết đóng băng và xa hơn là bơi trong nước biển lạnh giá ở vùng cực. Các du khách tham dự tour mạo hiểm sẽ lên con tàu phá băng Polar Explorer lên đến vòng cực Bắc, vùng biển giáp Thụy Điển và Phần Lan. Nơi này là biển đóng băng từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 4 năm sau. Con tàu này có thân tàu đặc biệt, nhất là mũi tàu có thể phá băng. So với những con tàu tương tự thì nó có nhiều mã lực hơn. Hành trình Polar Explorer kéo dài 3 giờ, có giá khoảng $313. Mọi người có thể chiêm ngưỡng quang cảnh từ trên bon chính của con tàu và nếu không ngại, họ có thể nhảy xuống biển dưới thời tiết âm 22 độ C. Thường thì đa số mọi người đều bơi. Chúng tôi có trang bị trang phục cao su dày 6mm và được thiết kế để mọi người có thể bơi thoải mái như sao biển một cách dễ dàng. Công ty dự kiến sẽ có khoảng 15.000 đến 18.000 người trên tàu Polar Explorer vào mùa đông này. Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người rơi lầu tử vong ở trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay, các sinh viên của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cơ sở B trên đường Nguyễn Tri Phương quận 10 phát hiện một người rơi từ trên tầng cao xuống khuôn viên phía trước ngay cổng chính của trường. Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc quần đùi và được xác định không phải là người trong trường. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân đi từ bên ngoài vào trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi bộ lên tầng cao rồi rơi xuống. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Phước trong quá trình tuần tra đã tạm giữ một nghi can vận chuyển trái phép pháo nổ. Cơ quan chức năng sau đó đã hoàn tất các thủ tục bàn giao người cùng tang vật cho công an huyện Bù Đốp để điều tra xử lý. Nguyễn Hảo Dân, 42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, bị bắt giữ cùng tang vật là 132 kg pháo lậu. Vào tối ngày 26 tháng 12 tại khu vực thôn 2 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Dân điều khiển xe ô tô vận chuyển pháo nổ trái phép. Tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 75 khối hộp vuông và 5 bịch ni lông, bên trong chứa các viên dạng hình cầu nhiều màu sắc với tổng trọng lượng là 131,85 kg. Dân khai nhận số tang vật trên là pháo nổ mua lại của một người khác không rõ lai lịch, mang về Bình Dương bán kiếm lời.
Sau mỗi cuộc nhậu, một người đàn ông ở Vĩnh Long lại có một hành động không giống ai, là leo lên cột điện cao thế 500 kV, bất chấp nguy hiểm tính mạng. Mới đây, công an xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm đã làm việc với ông Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1971, nhắc nhở đối tượng không được tái phạm. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 12, người dân khu vực ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa phát hiện có một người đàn ông leo lên cột điện cao thế, nên gọi điện cho công an địa phương. Công an xã Trung Nghĩa đã có mặt thuyết phục người đàn ông leo xuống nhưng bất thành, nên đã gọi điện đến phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nhờ hỗ trợ. Lực lượng công an tỉnh đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, bố trí lực lượng giải cứu người đàn ông trên. Sau khoảng 30 phút, dưới sự vận động, thuyết phục của gia đình và lực lượng công an, người đàn ông mới từ từ leo xuống an toàn. Người nhà cho biết ông Nguyễn Văn Năm đã hai lần sử dụng rượu bia rồi leo cột điện cao thế, nhưng tầm thấp hơn và tự leo xuống. Thông tin cập nhật, các quan chức Australia hôm nay cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng do mưa to, gió lớn ở hai bang miền đông là Queensland và Victoria. Từ Giáng sinh đến nay, các trận bão lớn đã đi qua các bang đông dân này ở xứ sở chuột túi. Cảnh sát cho biết ba người đàn ông đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở 11 người bị lật do thời tiết khắc nghiệt ở vịnh Moreton, ngoài khơi bờ biển phía nam Queensland hôm qua. Những người sống sót đã được đưa đến bệnh viện và hiện tình trạng đã ổn định. Trước đó, một phụ nữ 59 tuổi đã thiệt mạng do cây đổ ở thành phố Gold Coast thuộc bang Queensland. Ngoài ra, thi thể của một bé gái 9 tuổi được tìm thấy tại thành phố lân cận Brisbane vài giờ sau khi bé biến mất trong cống thoát nước mưa ngập lụt. Thêm vào đó là thi thể của một phụ nữ 40 tuổi và một phụ nữ 46 tuổi được tìm thấy trên sông Mary ở thị trấn Gympie, bang Queensland. Cảnh sát cho biết tình trạng thời tiết cực đoan trong 24 giờ qua đã mang theo sấm sét và gió mạnh, quật đổ hơn 1.000 đường dây điện ở nhiều vùng ở Queensland và khiến 85.000 người sống trong cảnh bị mất điện. Cục khí tượng Australia dự báo mưa vẫn sẽ tiếp tục, mặc dù thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ giảm bớt vào cuối ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị đón theo dõi chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin mới cập nhật trong đêm và rạng sáng. Xin tạm biệt quý vị.